Giờ giấc làm việc của Binel thì rất là thoải mái. Mình có thể tự chủ được cái thời gian làm việc của mình. Giống như ngày nào mình muốn nghỉ thì mình có thể lên app và mình up vào cái ngày đó. Không phải như những ở cái tiệm khác là mình phải nói với chủ hay là phải có sự đồng ý của chủ. Cái sử dụng app cho làm việc trong điện thoại mình thấy rất là dễ dàng đối với mình. Lúc từ ban đầu ngày đầu vô thì nó chưa hiểu mấy, nhưng mà ngày thứ hai là mình thấy rất là dễ dàng và thoải mái. Môi trường làm việc tại Bineo thì mọi người rất là thân thiện, mọi người rất là hòa đồng. Những gì mình không biết mình cứ hỏi thì mọi người đều sẽ chỉ cho mình. Mình là cái người mới, mình vô thì có thể là mình sẽ không biết nhiều thứ. Mình hỏi thì mọi người ai cũng sẽ mở lòng và chỉ cho mình hết. Nên đừng có ngại là Bineo là mấy người ta khó, không có ai khó, ở đây vui vẻ hết. Anh em coi như trong nhà hết à. Cách lưu giữ tiền với tiền tip ở Bineo rất là rõ ràng. Sau khi mỗi dịch vụ là mình có thể mình coi trên điện thoại là tiền mình làm bao nhiêu thì khách cho tiền bao nhiêu, rất là rõ ràng.